thì nó cản trở đủ thứ hết đó. Nào là làm đường bụi bặm này kia, hơn nữa cái nó cao quá mình mua bán cũng không được nữa, nó thấp chủng nó dưới à. Rồi hàng ngày tôi muốn đi ra đi vô thì phải bắt ghế leo lên, chung ra chung vô chứ đâu có cách nào nữa. Như chẳng hạn như xe đồ vô cũng không được nè, xe phải đi gửi nhà người ta, rồi đồ đạc đồ bán á, tủ đồ cũng đâu có lấy được đâu, để trong nhà luôn, khuất lắm mà người ta không thấy. Rồi ghế đồ bàn đồ phải khiêng vô khiêng ra vậy đó, nó cao lên cả mét mà.